Bây giờ thầy xin hướng về cha. Các thầy sẽ sau đó sẽ cúi đầu cúi xong dành cho cha cái lời tri ân chân thành nhất và không có một cái điều gì có thể diễn tả được. Trước khi đó thì các thầy xin được tâm tình một chút với cha, cũng như là cảm ơn cha đã dạy dỗ, đã huấn nhục các thầy để có được ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý bệnh nhân, quý người nuôi và các thầy, chúng ta sẽ thực hiện cái động tác cúi đầu cúi sau dành cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường như một người con. Cha đã từng dạy rằng cúi đầu chào bạn thâm tình, cúi sau mới đúng phận mình làm con. Thì hôm nay tất cả mọi người chúng con ở đây hướng về cha để thực hiện cái cúi sau để tỏ lòng biết ơn cha như một người cha chân chính của chúng con, và đã giáo dục, đã cứu sống tất cả rất nhiều bệnh nhân. Xin mọi người cùng cúi sau. Xin được cảm ơn cha rất nhiều. Xin được cảm ơn quý bệnh nhân và người nuôi. Chúng ta có thể ngồi xuống ạ. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì trong suốt thời gian mà cha đã huấn nhục các thầy thuốc ở đây, cha dạy dỗ các thầy mới có được ngày hôm nay, thì chính cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy rằng khi sống, cuộc sống của tụi con đối với Thiên Chúa là chúng con phải là đầy tớ vô dụng. Trong một ngày làm việc của tụi con phải làm việc hết mình, nỗ lực hết sức, và tới cuối ngày tụi con phải dâng lên Chúa và nguyện lòng rằng: thưa Chúa, chúng con chính là đầy tớ vô dụng của người. Đó là điều mà cha đã nhắn nhủ với các thầy. Có nghĩa là khi các thầy làm việc, các thầy phải cố gắng nỗ lực hết cái khả năng của mình, hết tấm lòng của mình, nhưng cuối ngày mình phải dâng lên điều đó cho Chúa, và mình phải nói rằng chúng con là đầy tớ vô dụng của Chúa. Còn đối với bản thân, cha dạy rằng chúng con phải có đời sống ăn cây cỏ mang hạt giống. Và khi có đời sống ăn cây cỏ mang hạt giống, đời sống của con nó mới thanh tịnh và mới thay đổi dòng máu, mới trở thành một con người mới, mới giúp ích được cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Và chúng con phải có đời sống buông bỏ của cải vật chất, giống như cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã từng làm. Thì các thầy ở đây cũng nói bước theo cha, cũng cố gắng hy sinh cái cuộc đời mình dành cho các bệnh nhân ung thư. Còn đối với tha nhân, chúng con phải yêu thương và phải cho không. Đối với tất cả các bệnh nhân khi đến đây và tất cả mọi người, chúng con phải đem lòng yêu thương họ, chứ không có được ganh đua, ghen ghét, hận thù, sân si. Cho nên các thầy cũng thực hiện đúng cái điều đó mà hôm nay cha đã nằm xuống, cha đã dạy dỗ, mà các thầy cũng đang thực hiện theo. Và các con phải có đời sống cho không, có nghĩa là tất cả mọi người đến đây, các con không được phép nhận tiền, nhận quà cáp từ ai, mà là giúp một cách vô điều kiện, không phải đòi hỏi một cái điều gì. Phải bảo vệ sự sống, giúp cho những người bệnh ung thư, mà còn phải bảo vệ cả những con động vật nữa. Có nghĩa là các thầy ở đây không được phép giết hại tất cả những cái loài vật, ví dụ như con kiến hay là những loài vật khác, mà bên cạnh đó phải nuôi dưỡng những cái con vật. Ví dụ như hồi trước các thầy cùng với cha nuôi trâu, nuôi bò, nuôi ngựa, mà chính những con trâu, con bò, con ngựa đó nó mới ăn những cái loại thực phẩm rau xanh, ăn những loại cỏ xanh, ăn rơm đó, rồi nó đi phân ra là phân kiềm, thì lấy cái phân kiềm bón cho cây thuốc, thì lấy cái cây thuốc đó cho bệnh nhân. Thì chính tụi con và chính những bệnh nhân ở đây đều là những người mang ơn những con vật đó đó, cho nên là tụi con phải chăm lo yêu thương nó rất nhiều. Thì đối với tha nhân và đối với những con động vật, cha cũng dạy dỗ các thầy như vậy. Và khi cha nằm xuống, trước khi cha nằm xuống, cha đã nói: khi cha nằm xuống để cho các con đứng lên Thì hôm nay chính các thầy ở đây phải mạnh mẽ, phải đứng vững và phải kiên cường tiến lên phía trước để thực hiện cái con đường yêu thương cho không của cha. Như mẹ của cô Mai Phương đã từng nói rằng, từng an ủi các thầy rằng cha không mất đi, nhưng mà cha vẫn tiếp tục luôn đồng hành cùng với các thầy, cha vẫn hiện diện ở đây. Thì các thầy vẫn luôn tin tưởng rằng điều đó ở trong trái tim mình. Các thầy đều tin rằng cha luôn có sự hiện diện ở đây, cho nên ở giữa bàn thờ của cha vẫn còn cái di vật của cha, đó chính là chiếc ghế chủ tọa mà chính các thầy đã trang trí lại chỗ này, để ghi nhớ rằng cha vẫn luôn hiện diện ở đây, vẫn luôn theo dõi cái quá trình làm việc của tất cả mọi người ở đây và luôn phù hộ cho các thầy. Đó là niềm tin của các thầy. Và phòng giám đốc chính là phòng kỷ niệm mà cha Phêrô đã từng làm việc. Thì hôm nay các thầy phục dựng lại cái công trình khoa học này, các thầy vẫn để cái phòng giám đốc là phòng kỷ niệm của cha, và những lời dạy của cha đều còn luôn hiện hữu cùng với các thầy và các bệnh nhân. Do đó hôm nay là một ngày vui của tất cả các thầy thuốc ở đây, cũng như là quý mạnh thường quân, quý ân nhân, các y bác sĩ, quý chính quyền và quý bệnh nhân. Cho nên chúng con không có lời nào diễn tả được cái nỗi xúc động ở trong lòng. Và hôm nay càng vui mừng hơn khi anh Phạm Xuân Dũng là đã trở về đây để đồng hành cùng với phòng khám, đã thực hiện đúng cái điều mà cha mong ước. Mà tụi con chắc hôm nay thấy cái cảnh này chắc cha cũng sẽ vui mừng lắm, cho nên hôm nay tụi con cũng rất là xúc động. Hôm nay chắc có lẽ tụi con cũng sẽ ngủ, có một cái giấc ngủ thật là ngon. Vì bệnh nhân có một cái nơi để mà được chữa bệnh một cách khang trang như thế này thì chúng con không biết nói gì hơn. Thì cũng xin chúc cho tất cả quý bệnh nhân sớm mau vượt qua cái căn bệnh này để trở về đồng hành và trở về cuộc sống cùng với gia đình. Thì còn một điều nữa chúng con muốn nhắc nhở quý bệnh nhân, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cái phác đồ điều trị này để đạt được cái kết quả tốt nhất. Và Tết năm nay thì phòng khám sẽ nghỉ vào ngày 29, 30, mùng 1 và mùng 2. Tuy nhiên các thầy vẫn trực ở đây, để có những cái khó khăn gì thì bệnh nhân có thể điện thoại tới để các thầy hỗ trợ. Và mùng 1 năm nay các thầy sẽ ở đây để cùng với những bệnh nhân và người nuôi sẽ đọc kinh cho Chúa và đọc kinh cho cha, cũng như là các thầy sẽ có cái sự chuẩn bị tiền lì xì Tết cho bệnh nhân. Nếu như ai tới đây thì sẽ được nhận cái lọc, mặc dù nó không có nhiều, nhưng mà đó là cái tấm lòng của các thầy ở đây.